Đại Tiệc Nghệ sẽ kết lại với món riều cá chép thương hiệu Thiên Đường Ẩm Thực. Ướp cá chép với nước nghệ và một ít gia vị. Chiên sờ cá, ghi nhớ bí quyết đặc biệt là cho thêm vài lát nghệ cho thơm và bớt mùi tanh. Đã nấu riêu thì không thể thiếu vị chua của khế và cà chua. Phi tôm hành nghệ và đổ nước dùng vào. Khi nước vừa sôi là phải thả cá vào ngay nhé. Thêm một ít dầu chiên cá đem nếm gia vị vừa ăn. Cuối cùng là khế và cà chua. Món canh nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ngọt lành thịt cá, thơm ngon vị nghệ, đậm đà biển chê. Những món ăn đặc biệt đây sẽ là phần thưởng xứng đáng cho đội nào vượt qua thử thách sau đây.